Bạch quý sư đại đức, tôi có câu hỏi liên quan đến trọng nghiệp bị đất rút. Thế nào là đất rút? Có phải giống như một người bị rớt xuống sình lúng rồi chết ngạt ở dưới? Có phải những người phạm nghiệp đất rút đều phải đi địa ngục A Tỳ và nghiệp quả ghê rợn? Như thế nào thì phải bị đất rút? Đất rút được mô tả giống như là mình lọt xuống cái hố. Bây giờ quý vị coi, nó có những cái hố tử thần tự nhiên ở trên đường vậy đó, mà tự nhiên nó có cái hố rồi người ta tự nhiên người ta lọt xuống dưới. Hay là có những cái bãi gọi là cát lúng, người ta bước ở trên đó tự nhiên là nó lúng xuống, lúng từ từ nó nuốt chửng người ta. Thì đất rút là kiểu như thế. Định nghĩa của đất rút á, là khi một người tạo điều cực ác đối với thánh. Ví dụ như là Điều của Tách Tá chia rẽ tăng đoàn, làm chảy máu Phật. Thì mặt đất á, có thể chịu được tất cả mọi sự sỉ nhục của thế gian, nhưng mặt đất không thể nâng đỡ được, không thể giữ được người mà tạo cực trọng nghiệp như thế. Hoặc là như nàng Chinh Cha đã phỉ báng Phật, khi mà nàng đi khuất mắt Đức Thế Tôn rồi đó, là nàng bị đứt rút. Tại vì mặt đất không thể nâng đỡ được một người tạo quá nhiều ác nghiệp. Giống như cái thuyền mà nó quá nặng thì nó sẽ phải chìm, cái thuyền nâng không nổi, mặt nước cũng nâng không nổi cái thuyền do nó quá nặng. Rồi hoặc như là thanh niên Nanh Đà mà đã cưỡng bức bà Ubbalawana thì cũng bị đất rút, do đã tạo điều cực trọng nghiệp đối với thánh tăng. Thì đó là những nguyên nhân mà bị đất rút. Một người bị đất rút á, thì đương nhiên là họ sẽ phải đi xuống địa ngục A Tỳ. Thì quý vị hỏi phải chết ngạt hay không thì sư không biết, mà có thể là họ rớt xuống rồi họ chết như thế nào đó mình không biết, chỉ biết là đương nhiên họ sẽ sanh về địa ngục A Tỳ thôi.